Anh em xin chào quý vị và các bạn. Có bác khách đặt mua một con đẩy đam và bác ấy có một con âm ly cũng giống hệt con âm ly cửa hàng đang có ở đây. Bác ấy mua con đẩy này và có nhu cầu là dùng một con âm ly, tận dụng một con âm ly đang có làm bộ phận chỉnh âm sắc cho cái đẩy này. Bởi vì cái âm ly nó có chức năng cầu chữ U, đó là chức năng bao rể. Lên tiện đây, cửa hàng cũng như test và cũng như là một video để hướng dẫn cho anh em sử dụng cái chức năng là bao rể của trên một con âm ly có cầu chữ U. Nó rất thích hợp để anh em ghép vào những con đẩy anh em nhé. Thì rất đơn giản thôi, với con âm ly này nó có cầu chữ U, anh em kết nối như sau. Đây, cầu chữ U tôi đã rút ra rồi, mình không đấu loa vào nó nữa, mình chỉ coi nó là bộ phận chỉnh âm sắc thôi. Xuất tín hiệu xuống cái đẩy này, mình vẫn phải cấp đường tín hiệu âm thanh vào cho nó. Chẳng hạn là anh em cắm vào đường AUX hoặc đường tuner hoặc đường tape và lỗ play, thì anh em vặn mặt trước chạy hệt như âm ly. Và khi đó cầu chữ U này nó đang nằm ngang hàng trên hàng dưới, thì anh em rút ra cắm vào cái đường preamp đó, thì khi đó anh em sẽ xuất được tín hiệu. Và cái tín hiệu này nó là tín hiệu nhạc, chỉnh được âm sắc bát chép để xuất xuống cái âm ly, cái đẩy phía dưới. Anh em có thể xuất vào đẩy hoặc âm ly hoặc cái gì cũng được. Đó. Ở đây tôi đang cắm vào đường vào của đẩy. Và loa thì vẫn phải đấu vào đẩy anh em nhá. Đó, cách rất đơn giản như vậy thôi. Nó có một vài con âm ly là nó không làm cầu chữ U mà nó làm cái nút gạt. Đó. Thì anh em phải gạt sang cái chế độ đó. Và khi rút cái này ra thì loa nó không chạy đâu anh em nhá. Nó tùy con âm ly. Có con thì nó vẫn chạy, nếu mà con nào nó làm độc lập. Có con thì ngoài cái gạt nó lại, ngoài cái cầu chữ U hoặc có cái nút gạt, nó vẫn có một đường pre riêng đó. Nhưng mà đa phần là nó sẽ có gạt và cầu chữ U như thế này đó. Thì cách rất đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mời anh em cùng nghe. Tôi sẽ dùng con Obi phía trên tôi chỉnh nhạc. Đây, để volume đẩy muốn mức cố định. Và khi đó cái này nó là cái rể to nhỏ ở đây, bên trái, giữa, bên phải, lao lớp. Khi anh em sử dụng này, anh em sẽ tận dụng được con âm ly các bác đang có. Các bác không phải mua lọc nhạc hoặc là mua pre rể nữa, nó sẽ kinh tế hơn. Còn tất nhiên mình đầu tư riêng thì nó vẫn là càng tốt. Xin cảm ơn. Đây là cách để anh em có thể tận dụng được một cái âm ly có cầu chữ U.